thành phố Hồ Chí Minh có một con đường mang tên đường Võ Văn Ngân, các bạn đã biết chưa? Đường Võ Văn Ngân nằm ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đường bắt đầu từ vòng xoay chợ Thủ Đức đến nút giao thông ngã tư Thủ Đức và xa lộ Hà Nội. Trong thời Pháp thuộc, con đường này mang tên Milly, sau đổi tên thành đường Tăng Nhân Phú. 1955 đổi thành đường Ngô Quyền và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, con đường này mang tên là đường Võ Văn Ngân. Đường Võ Văn Ngân hiện nay mang dáng vẻ sầm uất hiện đại với dòng xe cộ đông đúc và các hoạt động giao thương diễn ra tấp nập. Đường Võ Văn Ngân là vậy, liệu các bạn có biết đến đồng chí Võ Văn Ngân? Đồng chí Võ Văn Ngân sinh năm 1902 trong một gia đình nông dân yêu nước và có truyền thống cách mạng ở ấp Bình Tạ, làng Đức Hòa, quận Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn xưa, nay thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thời niên thiếu, Võ Văn Ngân đã rất ham học hỏi và có tinh thần tự lực vươn lên. Ngay từ nhỏ, chứng kiến cảnh nước mất, nhà tan, đồng bào sống cơ cực, lầm than dưới ách quân xâm lược, chịu ảnh hưởng từ truyền thống cách mạng của quê hương, gia đình, đặc biệt là người anh trai Võ Văn Tần, nên Võ Văn Ngân sớm hình thành tình cảm yêu nước, thương dân sâu sắc. Những năm 20 của thế kỷ 20, người thanh niên Võ Văn Ngân lên Sài Gòn gia nhập Hội Kiến Nguyễn An Ninh, tức Thanh niên Cao Vọng Đảng, rồi vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Đồng chí Võ Văn Ngân, từ một người thanh niên yêu nước, đã trở thành một đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng, một người cán bộ tài năng của Đảng và của cách mạng Việt Nam, là một tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, đã để lại nhiều đóng góp cho đất nước. Để ghi nhớ công ơn cùng những đóng góp to lớn mà Võ Văn Ngân đã cống hiến cho Tổ quốc, hiện nay nhiều con đường, trường học cũng đã vinh dự được mang tên Võ Văn Ngân. Chương trình của chúng mình đến đây cũng đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những con đường khác trong những số phát sóng tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ chuỗi radio tìm hiểu những con đường thành phố tôi yêu của tuổi trẻ Kinh Tế Luật.